Mathildin Chattavani tất tần tật với MC cầm trịch chung kết Miss Grand International 2023, từng xuống tóc đi tù. Mathildin Chattavani là MC diễn viên ca sĩ hàng đầu xứ sở Chùa Vàng. Dù đã có gia đình, nhưng Mathildin Chattavani vẫn khiến con tim thiếu nữ xốn xang vì vẻ ngoài của mình. Tối 25 tháng 10, chung kết Miss Grand International 2023 đã được tổ chức tại Việt Nam với sự góp mặt của đại diện sắc đẹp nhiều quốc gia và truyền thông khách quý. Tại đây, người đẹp Peru đã xuất sắc đăng quang ngôi vị tân hoa hậu trên đấu trường quốc tế. Cô là thí sinh có lượng người theo dõi nhiều nhất trên Instagram với hơn 4,5 triệu người. Cô sở hữu chiều cao 1m74, hình thể săn chắc và những màn trình diễn bốc lửa. Trước đêm chung kết, Luciana Foster cũng được dự đoán là hoa hậu. Trong khi đó, Lê Hoàng Phương đại diện Việt Nam dừng chân ở vị trí Á hậu 4 chung cuộc. Lê Hoàng Phương chính thức mang về vương miện thứ 2 cho Việt Nam, đồng thời nối tiếp chuỗi in top 8 năm liền tại Miss Grand International. Khán giả nhận xét phần hùng biện của đại diện Việt Nam có thần thái tự tin chân thành. Ngoài đại diện đến từ nhiều nước tỏa sáng trong đêm chung kết, nam MC dẫn dắt chương trình với vẻ ngoài điển trai cũng đã để lại ấn tượng cho khán giả. Một trong những điều đáng chú ý tại đêm chung kết, ngoài sắc vóc của các người đẹp là sự xuất hiện của nam MC điển trai với khả năng bắn tiếng Anh cực kỳ trôi chảy. Một số khán giả đùa rằng chính nhan sắc nam thần của anh chàng MC này đã giữ chân khán giả xem chương trình đến giây phút cuối trước khi ngắt sóng. Danh tính của MC đêm chung kết đã được hé lộ, hóa ra gương mặt này vốn không còn xa lạ với khán giả Việt. Được biết nam MC tên thật là Mathildin Chattavani, hay còn gọi là Mathildin. Anh là nam diễn viên, người dẫn chương trình nổi tiếng tại Thái Lan. Mathildin Chattavani sinh năm 1978, sinh ra và lớn lên ở Úc. Anh sở hữu dòng máu Lai Thái Anh và bố là người Thái. Bố mẹ anh gặp nhau khi học chung ở bên Úc và anh cũng được sinh ra ở đây. Sau khi tốt nghiệp bậc trung học ở Úc, Mathild trở về Thái Lan và theo học tại trường đại học Rancic. Từ khi còn nhỏ, Mathild đã bị cuốn hút bởi bộ môn Muay Thái. Anh bắt đầu luyện tập và sở hữu đai đan Shotokai Karate. Nhờ có những kiến thức chuyên môn mà Mathild đã được làm VJ cho MTV Thái Lan, cũng như dẫn chương trình cho Thái Phai, Kun Lun, Super Muay Thái và Pachin GD. Hiện anh là một diễn viên, ca sĩ, MC nổi tiếng ở TVBIZ. Sở hữu nhan sắc đỉnh cao cùng vóc dáng mạnh mẽ vượt trội, Mathild bắt đầu sự nghiệp khi anh vừa mới trở về Thái Lan. Ban đầu anh làm công việc chính là người mẫu ảnh và ca sĩ, sau này Mathild dần lấn sân sang diễn xuất và làm MC. Năm 2009, Mathildin bắt đầu con đường diễn xuất của mình. Những năm tiếp theo, anh liên tục được mời đóng phim. Nhờ diện mạo vàng hiếm có của mình, Mathild được khán giả xứ sở Chùa Vàng vô cùng yêu thích. Những bộ phim hấp dẫn mà Mathild từng tham gia phải kể đến là Tạm biệt tuổi độc thân 2011, Tình yêu gợn sóng 2012, Em yêu anh 2012, Cạm bẫy thiên thần 2013, Cô dâu hoàn hảo 2014, Trái tim của đất 2015, Vận mệnh trái tim 2017. Năm 2014, Mathild tham gia bộ phim điện ảnh đầu tay có tên Spell. Anh vào vai Thana và đóng cặp với Paramount, Crestat và Wanida. Bộ phim mới nhất mà Mathildin Chattavani góp mặt là Bông hoa dục vọng 2022 đang được phát sóng trên kênh CH8. Ngoài tài năng diễn xuất, Mathildin còn nổi tiếng với vai trò là một MC của giới giải trí Thái Lan. Anh bắt đầu dẫn dắt chương trình VG MTV Thái Lan từ rất sớm. Phong cách dẫn dắt tự nhiên không quá lúa và vô cùng lôi cuốn đã giúp Mathild trở thành MC đặc biệt cho nhiều chương trình lớn. Các cuộc thi về võ Muay Thái cũng được Mathild dẫn dắt. Anh gắn liền với các giải đấu lớn như Super Muay Thái hay Super Champ Muay Thái. Năm 2014, Mathildin vinh dự trở thành MC cho cuộc thi Hoa hậu Hòa bình quốc tế. Năm tiếp theo, Mathild tiếp tục được trở thành MC dẫn dắt đầy chuyên nghiệp. Bản đi một thời gian, Mathild tiếp tục trở lại với Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2020 và 2021. Theo đó, Hoa hậu Hòa bình quốc tế năm 2021 cũng là năm mà đại diện Việt Nam Nguyễn Thúc Thùy Tiên đăng quang. Với kinh nghiệm hoạt động nhiều năm, Mathild nhận được cơn mưa lời khen từ khán giả khi dẫn dắt cuốn hút, truyền cảm hứng cho thí sinh cũng như khán giả theo dõi chung kết Hoa hậu Hòa bình thế giới 2021. Đặc biệt trong phần thi ứng xử của top 2 để lựa chọn hoa hậu giữa đại diện của Việt Nam và Ecuador, nam MC cũng nhận được nhiều lời khen khi dẫn dắt thông minh, tạo sự thoải mái cho cả hai thí sinh với những câu hỏi bên lề thú vị. Trong phần thi ứng xử này, nhờ những câu hỏi khá gần gũi của MC Mathild, Thùy Tiên của Việt Nam thể hiện được khả năng sử dụng ngôn ngữ linh hoạt tự nhiên, tạo thiện cảm với khán giả trước khi được công bố là người chiến thắng cuối cùng. Khoảnh khắc Mathildin cầm micro cho Thùy Tiên giao lưu trên sân khấu từng được cộng đồng mạng Việt Nam chia sẻ rần rần. Sau cuộc thi Hoa hậu Hòa bình thế giới 2021, lượng người theo dõi Mathildin Chattavani cũng tăng lên đáng kể. Ngoài ra, trong cuộc thi The Next Gentleman 2022, Mathildin được đảm nhận vai trò ban giám khảo trong vòng chung kết. Anh cũng đã có những khoảnh khắc sánh vai cùng Hoa hậu chuyển giới Hương Giang trên sân khấu khiến fan thích thú. Nam diễn viên trở thành nam thần, là người đàn ông có ngoại hình điển trai thu hút trong lòng khán giả Thái Lan và cả Việt Nam. Tháng 8 năm 2022, anh gây chú ý với loạt hình ảnh xuống tóc đi tu. Tuy nhiên, theo tìm hiểu, việc làm này trong văn hóa Thái Lan biểu thị cho những người con muốn đi tu để báo hiếu cho cha mẹ. Mỗi kỳ tu sẽ có khoảng thời gian nhất định và không ảnh hưởng gì đến hoạt động sinh hoạt của người xuống tóc. Về đời tư, năm 2015, diễn viên MC Mathildin Chattavani đã công bố lên xe hoa cùng ca sĩ diễn viên Lydia Sarunrat Visuthithada và đã trở thành tin tức hàng đầu giới showbiz. Sau một năm chung sống, cặp đôi đã chào đón thành viên nhỏ đầu tiên là cậu bé Dylan 2016. Ba năm sau, họ tiếp tục chào đón thêm cô công chúa dễ thương tên Demi. Mái ấm hạnh phúc của Mathild được nhiều người ngưỡng mộ là một trong những gia đình kiểu mẫu của showbiz Thái.